lịch sử chương trình Dòng Mãi Dòng Mãi Đại Nghĩa xuất hiện để họp báo lần đầu tiên trong lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử. Cái gì vậy bà? Hồi nãy anh mới nói xấu anh đó nghĩa. Từ khi em xuất hiện, từ khi nói xấu anh này là anh chưa bao giờ đi phỏng vấn, đi họp báo chương trình này. Đây MC quốc dân giàu nhất Việt Nam, hiện tại chưa có gia đình, không biết là anh làm gì. Nhưng mà tất cả mọi người biết. Tại nó có tới đi Mỹ mà. Ủa vậy hả? Mới về thành thị trưa nay. Ủa vậy hả? À thông báo là Trấn Thành đi Mỹ về rồi mà sao chưa tới họp báo nha. Anh nhìn em mấy gì? Ok. Ê Trấn Thành về rồi mà Phi. Trấn Thành về rồi. Về rồi. Hả? Né là làm cho Vivo không né thôi. Làm cho Vivo sợ đứng bị chụp nè. Nên chưa thể đi quay hình được. Mà tới đây thì không phải quay. Tới đây chỉ ngồi nói chuyện thôi. MC quốc dân giàu nhất Việt Nam. Thôi đi. Mỗi đêm xuất hiện trên 3 sóng truyền hình. Đó là truyền hình Vĩnh Long 1, HTV7 và VTV3. Mỗi đêm đều có. Từ thứ hai tới chủ nhật hàng tuần. Khung giờ mỗi số đêm nào. Từ 7 giờ tới 10 giờ tối. Từ 7 giờ tới 10 giờ rưỡi. Đó. Mỗi chương trình ít. Nhưng mà anh rất là hay. Đỡ nhàm chán như quý vị khán giả, ảnh thay đổi kiểu tóc. Đài kênh 7 đang màu đen thì đài truyền hình Vĩnh Long 1 là màu trắng hoặc là màu xám. Không, đó, bên đây áo vest thì mình kéo sơ mi. Có mấy đường nít nó coi nó không hiểu, tự nhiên hỏi sao chú Đại Nghĩa đang bên đây đầu trắng. Thì nó đâu có biết là quay trước. Dạ, quay trước mình bạo. Dạ. Đó, thì đâu biết. Không hiểu nó sao chú Đại Nghĩa được. Và điều mà chúng tôi chưa tìm ra. Tôi với lại hệ thống Khương Dừa chưa tìm ra đó là hiện tại là gia đình ở bên Mỹ hết, ở bên California, New York. thì ở bên đó thì gia đình là bên nước ngoài hết, thì công việc ổn định, gia đình bên đó có hệ thống thì đã giàu hết rồi. Anh ở đây một mình, không có gia đình, chưa có gia đình, ở một mình thì không biết. Cứ gì quý vị cứ nghĩ đi, một đêm xuất hiện trên 3 sóng truyền hình thì tiền để đâu cho hết mà vẫn đi làm mỗi ngày. Sau đó chúng tôi tìm là nguyên nhân vì yêu nghề, quý vị. Vì yêu nghề, nguyên do hợp lý vì yêu nghề. Ảnh làm không phải vì tiền. Thậm chí có những chương trình anh xuất hiện không hề lấy một cát bạc. Không lấy tiền luôn anh. Tất cả đều chuyển khoản hết. Cho nên là chúng tôi xác định là không lấy tiền, là không lấy tiền bạc đúng không anh? Đúng. Không bao giờ anh Nghĩa làm vì tiền hết. Ai có chương trình event, đám cưới thôi nôi cứ mời anh Đại Nghĩa. Làm miễn phí. Tất cả chỉ lấy công đức là chính. Lần này làm gì công đức hả? Xàm gì hết sợ. Đó, năm ngoái cũng như vậy đó. Cũng ví dụ đó, tự đồn lên là đó. Đổ gì? Đó, một chương trình MC Đại Nghĩa hơn nửa tỷ đó. Đúng rồi, có xong đó. Rất là mệt, cái vụ năm ngoái đó. Không, ai cũng nghĩ là nghệ sĩ mình nhiều tiền lắm. Mà nhiều hơn người thường. Nhiều hơn người thường đó, nhưng mà không có nhiều. Trong giới á, những người làm kênh YouTube như Khương Dừa hay là Colorman của Bửu Điền thì mới nhiều tiền thôi. Đó, đây đang quay Khương Dừa. Một tháng có kiếm có trăm mấy chục triệu mà nói hoài. Dòng Mãi Dòng Mãi của chúng ta sẽ được bắt đầu trong nữa. Hay bây giờ chúng tôi xin mời các chị quý đó, báo là anh kiếm được có trăm mấy triệu tiền rồi. Phòng để chị có thể được chị là xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Ủa anh. Ồ em chào anh. Anh làm cũng vừa đúng không? Bé này nó theo quy hoài luôn. Em như khách mời, ngày khách mời mang đồ bán. Đâu là bây giờ mỗi người khách mời của nhau hết luôn. Kéo là lấy cái database. Em với ai bây giờ? Kéo qua là. Có ai không? Cái lúc này em đâu quay đâu, em muốn làm rồi nhưng mà em quay chỗ khác. Chồng kéo hết luôn, tin với nhau. Bỏ cái sau lưng vậy. Em cũng dấn xíu đi. Quay anh quay lại em cũng chịu nha. Chắc vậy. Nè nè. Từ ngày mà nó ra cái YouTuber.
được mời diễn viên Quỳnh Lộc và diễn viên Sam cũng sẽ tiến lên sân khấu để nhận những bó hoa. Vì các bạn cũng đã nhận lời tham gia với lễ công bố khách sau ngày hôm nay và cũng có những vai trò rất là đặc biệt trong chương trình Bảo Trọng Anh của chúng ta. Xin mời. Ở Chồng Ai Chồng Ai có một cái ngoại hình vô cùng nổi bật, áo đỏ, giày đỏ, rất là ấn tượng. Không biết là lý do vì sao mà anh lựa chọn cái outfit độc đáo cho chương trình này? Đi quay về không về nhà nghiệp vô luôn. Đi quay chương trình nó trẻ. Nếu bữa quay chương trình với Nghĩa thì mặc đồ áo sơ mi không hả? Ở đây quay chương trình với người trẻ trẻ, mặc đồ trẻ. Nhưng mà thật ra em thấy anh Giang rất là trẻ cho nên là anh phù hợp với rất là nhiều những cái trang phục trẻ trung và năng động như thế này. Không, rất là nhiều bạn fan thích anh trong cái ngoại hình và cái concept như thế này. Không phải đâu, tại vì fan của Điền Giang là thích Điền Giang rồi thì mặt thì cũng thích. Chỉ có cái không mặt mới là không thích thôi. Chứ còn cái mặt này là chỉ phù hợp chương trình thôi. Chứ quý vị thấy á, thì để mình nói luôn chương trình là trong cái seller vừa rồi là có một điều rất dễ thấy mà không ai nhìn thấy. Đó là sự thay đổi ngoại hình về phong cách thời trang bên này. Thiệt. Đúng luôn á, là cái thằng Trường Giang mọi người mỗi lần quay là đều chăm chút cho Đại Nghĩa mà càng chăm thì càng đi xuống. Cho nên nó tạo ra hài hước. Mà nói chắc nó mặc cái áo của Sơn Tùng nặng không? Dạ áo mặc tay dài đó. Không biết anh chị cảm thấy như thế nào nhưng mà em rất là ấn tượng với lại ngoại hình và cái bộ trang phục đó của anh Đại Nghĩa. Nếu mà mọi người cũng cảm thấy như vậy thì một trang cái tay gửi đến cho anh Đại Nghĩa. MV và Sơn Tùng cho ông Đại Nghĩa. Anh chị dạy đi nha. Em có nghe anh Giang chia sẻ rồi và anh Giang thân mến, anh là một trong những nghệ sĩ luôn luôn đồng hành với Đại Điền Quân trong rất là nhiều chương trình khác nhau. Đặc biệt là Giọng Mãi Giọng Ai thì luôn luôn sẽ có cái vai trò đặc biệt dành cho anh Giang trong những cái mùa phát sóng. Đặc biệt mùa 3 này anh Giang quay trở lại thì không biết là anh có mong đợi một cái điều gì đó ở Giọng Mãi Giọng Ai mùa 3? Thì tất cả nghệ sĩ thì tham gia một chương trình thì đều muốn mùa sau nó phải thành công mùa trước. Tuy nhiên là khi bắt đầu đi quay thì mới hơi hụt hẫng là lại bị thiếu trang với lại tóc. Thật lòng thì tại vì làm mấy mùa rồi ngồi cái bên mình mà không phải cái người hay nói chuyện đó, thì cái mình cũng thấy một cái sự thiếu vắng, mình cũng chạnh lòng. Nó thật điều đó là có, tuy nhiên là tính xét của mỗi mùa nó khác nhau thì đó là sự lựa chọn của một xuất. Họ muốn kinh doanh theo cách khác, họ muốn làm mới những cách khác thì mình phải chấp nhận, bởi vì thực ra mình cũng là người làm thuê thôi và mình sẽ hỗ trợ họ ở cách là mình sẽ họp lại và mình sẽ kiếm ra một hướng mới cho một cái tính xét mới. Thế nên là họ sẽ mời tất cả những người gọi là nảy nhất trong số hiện tại, tức là không bao giờ có sự im lặng trong cái chương trình. Thì họ sẽ mời những người rất trẻ và đó là một luồng gió mới. Và thật sự mà nói thì cái sự quan tâm của khán giả hiện tại bây giờ là có, vì chưa biết chương trình chiếu như thế nào nhưng mà tất cả mọi người đều dồn vào và mọi người không biết rằng là những người mới đem đến điều gì vui và hấp dẫn. Thì hiện tại với cái sự mong mỏi của chúng chị chờ đợi thì Giang hy vọng là sẽ thành công hơn mùa rồi. Dạ. Với lại còn theo cái sự phá cách của thời trang có nghĩa là thì không, thật ra mà nói là nó sẽ có cái vui và cái mới và những giọng hát sắp tới nó cũng có nhiều cái giọng hát nó cũng mấy ngày cho nên là nó rất là hấp dẫn. Dạ vâng, những cái từ ngữ mà anh Giang chia sẻ những giọng hát mấy ngày là mọi người có thể liên tưởng được là các giọng ca của chúng ta dù hát hay hay là hát không hay thì nó đều ấn tượng. Nhưng mà đặc biệt đó là trong mùa này anh có ấn tượng với lại một cái nhân vật đặc biệt nào? Ấn tượng với Đại Nghĩa. Đại anh Đại Nghĩa. Chập Nghĩa hoài luôn. Chập Nghĩa hoài. Còn các bạn thí sinh thì có thật lòng như có một bạn hát dở mà mình thấy thích quá. Đứng lên nói là anh Nghĩa. Đứng lên nói là anh vui quá. Nhưng mà có những bạn hát hay mình rất là thở. Bởi vì nó là cái giọng hay, cái giọng trong chương trình là hay nhưng mà so với ca sĩ là không hay, đúng không? Đối với chương trình là tiêu chí hay là người thừa hay thì mình thấy cũng bình thường. Còn những bạn hát dở mình thấy trời sao lại hay quá, hay là các người ta hát dở một cách đầy đam mê, hát dở sâu sắc đó, gọi là hát dở sâu sắc á, mình rất là thích. Thì cái mùa này có được những cái ưu điểm đó, với lại nó không có sự giới hạn về độ lầy trong cái mùa này. Tức là ngày xưa là Trường Giang ngồi bên đây với Ốc, thì bên kia là có Thành với Trang, thì mỗi người được control một cái vấn đề gì đó. Khi nói về một vấn đề đó, anh Nghĩa sẽ được control cuối cùng và cho qua đi. Thì trong cái mùa này không có sự control cuối cùng.
Anh Nghĩa cũng bó tay đứng coi luôn. Tức là những cái khách mời mới họ lấy họ dắt tất cả đi đâu tất cả bạn tám mặc dù mình đang ở hàng xanh. Đi một vòng. Đi một vòng về thì lúc Nghĩa định rồi thì mọi người quyết định là cái phần đó sẽ được cắt. Thì có anh Nghĩa. Thiệt. Nếu một người lắm thì Nghĩa lên người sẽ hỏi những cái khác còn hay hơn nữa. Dạ. Nó hấp dẫn lắm. Thật sự ra thì em thấy là mỗi những nghệ sĩ mà tham gia vào dòng máy Dòng Mai là có những cái vai trò khác nhau. À, ví dụ như là anh Đại Nghĩa thì người đàn ông quyền lực của chương trình và là người có thể làm cho những nghệ sĩ khác khi mà đang nói cũng phải im lặng để lắng nghe. À, mà đâu có nói gì đâu. Ví dụ như là Amber Thanh theo Trấn Thành Nghĩ, việc cô này hát hay không hay đó là của trời sẽ thẩm định. Cảm ơn Thành. Là Thành nhiều cái anh nói anh Nghĩa là không cần đâu em được rồi. Là tất cả bây giờ vậy hết. Nó nhiều khi nó tạo tiếng cười cho khán giả nhưng mà tạo tiếng lòng cho Trấn Thành. Đi lên Giang, Giang có kỷ niệm đặc biệt nào với anh Đại Nghĩa khi mà quay vào máy bay Cuba? Không phải lắm bé. Bé lắm, giờ này chán con rồi chưa? Dạ. Thời trang thì có nhiều là thích rồi. Và mới thấy là từng cái sự thay đổi của những cái vị khách mời, có thể thấy là những cái vị khách mời mới cũng là một làn gió mới rất là. Mà nói thật là mình quay bất cứ chương trình nào là phải có một cái ekip là thật lòng dạy học, người mình đã từng diễn chuyển nhiều rồi và mình có tự tin để chi để mình có thể vun xóa được. Hồi nãy tới đây họp báo có mình ngồi bên đây đó, hỏi Thành đâu, đi Mỹ, hỏi anh Nghĩa đâu, Cương vừa đó, anh Nghĩa có giờ họp báo rồi hỏi. Cái mình thì buồn mình giờ lại sống một mình, không có người để phát dựng, tức là trong một cái chương trình có một cái gì đó thì phải có cái người đó hiểu mình hoặc là biết mình hoặc là phải là người quen với mình để mình có thể tung tẩy được và có người nhận được hài hoặc là phải có quanh mắt chứ thực sự ra mình vô mình nói lắm em phải không chị ạ. Rồi là chắc quất rất miếng nó bị vô duyên cho nên là thấy Nghĩa tới là mừng như chạy hội. Nghĩa mới đi Mỹ vào trưa nay mới xuống máy bay. Dạ. Mà có đi làm nổi mới vô đây chứ không được đi quay cái đài hình TV7. Dạ đi quay hát TV7 quay chương trình của Liên Quân rồi quá nhiều. Dạ. Nhiều công ty anh nhưng mà thực sự ra thì gặp có rất là nhiều những chương trình của Điền Quân rồi và lần nào Điền Quân có lời mời anh cũng đều nhận lời cộng tác đúng không? Nhiều những vai trò khác nhau tùy chương trình nhé. Mẹ có dạy bài xuất thì hỏi con để làm chương trình nào Giang phải con. Thì những cái chương trình đó anh lý do vì sao mà anh luôn luôn đề cao những cái chương trình của Điền Quân luôn luôn nhận những cái lời. Không, Điền Quân thì hay mà Điền Quân hay có những người trẻ làm rất hay mình rất là thích tại vì cũng là máu lửa và tôn trọng sự sáng tạo của nhau. Nhiều khi một bạn trẻ vô nó ở biên tập nhưng mà trang sáng tạo nó ok chấp nhận thì sẽ làm chứ có những người người ta nghĩ là em còn trẻ quá thôi làm theo anh mình cũng thích lắm nhưng mà Điền Quân thì họ là hỗ trợ nhau tất cả mọi thứ về ý tưởng sáng tạo cũng như về kế hoạch thực hiện. Dạ. Điều đó thì mình thấy là tốt thì mình làm thôi. Với lại mình chỉ làm những gì mình thích thôi chứ không lẽ giờ mỗi đêm lên 3-6 điện hình hơi kỳ. Thôi bây giờ trước khi mà anh tiếp tục với những cái vai trò khác nhau trong buổi lễ công bố ngày hôm nay thì anh có một cái lời đó gửi đến fan Trường Giang tại vì fan Trường Giang rất là đông và đặc biệt là trong Dòng Máy Dòng Mai là rất nhiều fan của Trường Giang cũng theo dõi thì anh gửi đến cho các bạn fan một cái chia sẻ gì đó để các bạn biết được sự hấp dẫn của chương trình là thế nào. Thì đây mình cũng nói luôn cho tất cả mọi người luôn cho fan Trường Giang không? Yeah. Fan Trường Giang thì nói thiệt là các em rất là thương. Rất là nhiều bạn rất là thương và nhiều khi chạy từ Cà Mau lên chỉ gặp hai tiếng hồi trước cái cổng của Big Tail Điền Quân mình á để đưa Lý Cam xong về. Hỏi đi chân cực gì mày, chú đâu có bệnh gì đâu, nhìn chú cái nữa nhớ. Thì mình thấy tội cho nên mình cảm kích cái điều đó bởi vì đó những người luôn mình và luôn là những người để mình phải ghi nhớ được cuộc đời. Còn nhân đây gửi tất cả những người tham gia chương trình là rất là cảm ơn mọi người và gửi tới khán giả sắp xem chương trình là khi chúng ta xem chương trình có thể vui, có thể cười, có thể giận, có thể không thích nhưng mà đừng từ bỏ bởi vì làm ra một chương trình rất là khó. Mọi người hãy coi là một cái gọi là cái một cái tâm lý thoải mái cởi mở vì thực ra cũng chỉ là mang đến những chương trình giải trí cho mọi người thôi. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.